Đấy. Hiện tại bây giờ đã có 1,5 triệu rồi. Hiện tại bây giờ có bán có 600.000. Em nói thật với quá là nhạt luôn. Cái chậu như thế này với cái giá thể gọi là 200, nhưng mà nguyên cái tiền trước em sưu tầm cái này về em trồng là hết 4 triệu. Anh em bê lên cho em xem cái nào. Gì nhỉ? Chúng tôi chơi hát. Đây này. To như thế này mà có 600. Bắt đầu xem mặt hoa rồi nè. Hoa đẹp cực. Hoa đẹp luôn. Bây giờ gọi là hàng rẻ, gọi là tụt quần ra xem rồi. Nói thật là anh em đến nhà em vừa bán vừa tặng, chứ cái chậu này làm gì có ai bán 600 đâu mà. Ừ, đẹp nhỉ. Chắc ông bảo ông kia chuyển sang chơi chậu này, chậu này nó to thế cơ mà. Vâng. Thì không. Nhưng mà chú xong rồi chú lại mặc cả vào 500 nhớ thì chắc là em chịu. Chịu. Vừa bán vừa cho rồi, lại còn mặc cả như thế nữa thì chịu thật. Đúng không anh? Làm như... như mỗi một chậu đấy nó ra một thân hoa là 30 cây mà. Có mà hai cái tách biệt nữa anh ơi. Em khuyết để em chỉ cho anh em đến nhà có điều khuyên thật nhất. Chậu nhất là khoái hang hai mầm gốc cái này cũng rồi. Đang lụ, nhưng mà cái này thì anh để cho em bằng hoàn nhỉ. Cái này thì em lấy thì anh để cho em 200, cái này anh để cho em 300. Em lấy cái nào cũng được, cái này thì hai thân đều có lụ hết. Nhưng mà anh cứ khuyên thật là lấy cái này. Thế này thì một đứa rẻ hơn thì hai thân. Vâng, nhưng được cái này thì ba mầm gốc có lợi hơn. Anh cứ khuyên thật tình, chả có gì anh em phải giấu giếm nhau cả. Rồi. Có gì mà giấu, nó thực tế. Mà giấu nó không nó vẫn thế. Bồi mình nuôi à, mất đầu rồi, mất đi. Không có họng. Mất hậu à? Có. Chưa, đây, kẹp hết đây anh. Nó kẹp trong bên dưới, kẹp trong chưa ra. Đâu, cái bông này nó nỗi cái cánh ngoài nó to, nó chùm hết. Bông này không bị lỗi tại vì sao là nó đủ cánh hết. Đấy, nó đủ cánh hết. Và cái bông này là hoàn toàn tự nhiên, không có thuốc, em cứ vứt ở đây. Đấy bông gì? Phú Thọ. Thọ trắng. Rất nhiều. Thọ nó lỗi đây. Mà bây giờ gọi là rẻ như bèo luôn. Không như bèo thì không như bèo, kiểu gì nó chất lượng hơn bèo. Bây giờ bèo thì khổ cho anh em nhà vườn quá. Đúng là nó như bèo thật. Đấy, thì... như hoàng thì chỗ đây. Trước mua hàng mấy chục triệu một ký, bây giờ nhất là được 3 mầm gốc, xong rồi ít nữa là cái mấy trăm thì hàng mấy chục ký. Cái này về là chơi luôn. Cái này nhá. Về em cứ để tự kệ nó, xong thời gian sau là lắn cái chậu này bốc nó sang chậu kia. Cuộn vào phát là cái kia ra rễ ngay. Không, cái này cứ để cho nó tự nhiên, rồi nó rồi mình cho nó chờ nó ra rễ thì mình làm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gần 20 ký. Thôi đi. Úi, mọi người theo dõi video thì thấy hoa lan đẹp không? Úi. Anh em nào mà có nhu cầu tới mua ở đây thì ở anh chia sẻ phi lâm nhất là một trong ở thôn Nhân Nội này có vườn lan ở tại đồng này, có rất nhiều hoa đẹp, nhiều cây đẹp. Đây anh em đang ở chỗ này để mua. Anh trồng được thứ nhất là về cả các loại ám. Anh Sơn ạ, trong tất cả các loại ám em khẳng định là chưa có cái thằng nào địch được cái thằng này về mặt hoa. Mặt hoa nữ hoàng thì em biết rồi. Vâng. Nhưng mà nó bò sữa mà. Không, cái này là bò sữa. Bò sữa kia vừa rồi. Đúng anh em mình bây anh giờ. Là cái kia. Đây bò sữa đây. Đây bò sữa. Đâu đâu để lên trên tên này để xem ngắm bò sữa hoa nào. Chú quay video cho tối đăng chừa anh ra này. Anh lại nghiện vợ táo nhá. Em gửi video cho. Ông đang quay YouTube. Đẹp đấy. Cây như cây này của anh về bán bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ bây giờ em chia sẻ được khoảng ký giống như này là khoảng 200.000. 200.000 cây bò sữa. Vâng. Ký giống 200.000 một ký nhá, chứ không phải 10 ký đâu nhá. Mọi người theo dõi thì phải xem từ đầu đến cuối, không tí nữa lại nhầm lốt lận này. Cái này là có mặt hoa rồi nhá, nên là mọi người cứ hàng rừng theo dõi đảm bảo chất lượng luôn. Nó là hàng rừng Thanh Hóa sổ ra năm 2021 thì năm nay em sổ lại.
Mình đang quay quất mà sang quay hoa phát một khung người xem. Đặc biệt là em tự đặt tên nó là bò sữa 36. À, đấy. Thì nó ở rừng Thanh Hóa mà. Rừng Thanh Hóa và đã được nhà anh Dương nhân giống cái tướng quân Hưng Yên và đặt tên là bò sữa. Đấy, rồi, mọi người theo dõi thì thích cái mặt hoa này thì có thể liên hệ cái tên gì nhỉ? Em tên là Tới ạ. Tới Bồ Câu Hưng Yên, Facebook là Bồ Câu Hưng Yên. Bồ Câu Hưng Yên, tên Facebook là Bồ Câu Hưng Yên. Anh sẽ dâm rất nhiều kỳ này. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tới anh Tới. Đấy, bò sữa đẹp mà lung linh luôn. Mặt hoa rất là to. Đấy. Ở trong này nó có mũi. Cái này lở ngày thứ 5, thứ 6 rồi. Ngày và nó vẫn bay 24 giờ. Và đặc biệt là nó khuôn bông nó không bị quăn, không bị vặn. Nó giữ được khuôn bông, sáng bông. Rồi, rất là đẹp. Nó có độ sáng và độ tươi. Đây đi về này kiếm chậu hơn. Rồi, ok. Chậu ăn, đấy. Phải xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và có nhu cầu thì liên hệ qua với các anh Tới nhé.